Dan Khui Showbiz bỏ anh lên tiếng về tin đồn sinh con, không lảng tránh loạt câu hỏi hóc búa của khán giả. Dù ra sao thì người hâm mộ vẫn mãi yêu. Có chuyện mình sinh em bé không ta? Ồ. Em không đâu ha. Bây giờ sinh em bé thì mọi người có yêu bỏ anh không? Có. Vậy thôi cứ tập trung yêu tôi đi, cảm ơn nha. Sân khấu của Bảo Anh tại Gala Nhạc Việt cũng đánh dấu một trong những đêm nhạc đầu tiên của nữ ca sĩ sau quãng thời gian dài im hơi lặng tiếng, đối diện với nhiều nghi vấn về việc có con. Chính vì thế, từ diện mạo cho đến các phát ngôn của cô tại sự kiện cũng được soi đặc biệt. Trong phần giao lưu với khán giả phần mở đầu đêm nhạc, Hot Chicker Đức Anh cũng đã thay mặt rất nhiều khán giả để thẳng thắn đặt câu hỏi cho Bảo Anh rằng: "Nhìn chị tăng cân như thế này, em cũng đọc được nhiều comment về việc mình đi ấy. Mọi người có ghét em cũng được, nhưng ngày hôm nay em muốn chị Bảo Anh chính chủ trả lời về tin đồn gần đây, mình đã trốn đi đâu ấy? Thưa nghệ sĩ ở ẩn là trốn đi đâu ấy?" Bảo Anh không trả lời trực tiếp câu hỏi. Thay vào đó, cô cho biết rằng quãng thời gian qua rất thú vị với bản thân. Cô đã trải qua giai đoạn buồn cho tới cùng cực và cả những niềm vui không thể nói với ai. Đó rất là đáng nhớ với cả hành trình sống của nữ ca sĩ. Sau đó Đức Anh đặt câu hỏi trực tiếp: "Có chuyện xin em bé không ta?" Bảo Anh cũng khéo léo hồi đáp: "Bây giờ xin em bé thì mọi người có yêu Bảo Anh không? Không xin thì có yêu không?" Với hai câu hỏi của nữ ca sĩ, phía dưới khán giả đều đồng loạt hô to: "Có." Cuối cùng cô chốt hạ đầy ẩn ý: "Vậy thôi, cứ tập trung yêu đi." Trước đó Bảo Anh đã chính thức phát hành EP Không Biết Nên Vui Hay Buồn và MV Cô Ấy Của Anh Ấy. Ngay sau khi ra mắt, EP với 4 ca khúc ballad sáng tác bởi Khai Đinh đã nhanh chóng gây ấn tượng với khán giả nhờ giai điệu nhẹ nhàng, giọng ca đầy cảm xúc của Bảo Anh. Điều này chứng tỏ dù có thử sức với thể loại nào thì nữ ca sĩ và ballad vẫn luôn là chân ái. Cụ thể, sau một ngày lên sóng, EP đã giành vị trí number 1 trên mạng xã hội dành cho album EP của Apple Music và cả iTunes Việt Nam. Đồng thời cả 4 ca khúc thuộc EP là Cô Ấy Của Anh Ấy, Không Biết Nên Vui Hay Buồn, 20-25-30 và Favorite Liar cũng lần lượt giành 4 vị trí đầu bảng xếp hạng dành cho bài hát của iTunes. Ở mảng video, MV Cô Ấy Của Anh Ấy giữ vị trí top 13 trending music tại YouTube Việt Nam. Sản phẩm của Bảo Anh cũng nhận được nhiều phản hồi tích cực từ khán giả nhờ những khung hình hiện đại sâu lắng, mang đến bầu không khí nhẹ nhàng cực chill từ phần nghe đến phần nhìn. MV Cô Ấy Của Anh Ấy được quay hình tại Phú Yên với những khoảnh khắc đẹp lãng mạn, mộng mơ do ekip đến từ Hàn Quốc thực hiện. Bảo Anh cũng có màn diễn xuất nhập tâm để khắc họa hình ảnh một cô gái đầy suy tư và nỗi buồn khi không thể thổ lộ tình cảm với chàng trai mà mình yêu mến. Bảo Anh đã chính thức trở lại đường đua showbiz sau thời gian dài vắng bóng trong làng nhạc Việt. Tuy nhiên, sau khi sản phẩm này được phát hành, nữ ca sĩ sinh năm 1992 lại có chuyến lưu diễn ở Mỹ và chính thức có sân khấu quảng bá đầu tiên cho EP tại xứ sở cờ hoa. Dù vậy, màn hát live của Bảo Anh đã gây ra khá nhiều tranh cãi, đặc biệt là với ca khúc chủ đề Cô Ấy Của Anh Ấy bị chê trên phố đến đoạn lên cao thì bỏ qua. Điều này làm cộng đồng mạng không khỏi xôn xao. Nhiều khán giả sau khi nghe cô hát đã có nhận định chung rằng giọng hát bị yếu, lấy hơi chưa hợp lý, mà biểu diễn khiến nhiều người cảm giác tinh thần live của Bảo Anh không được tốt cho lắm. Tuy nhiên, cũng có ý kiến bên vực rằng âm thanh có vấn đề, Bảo Anh lại không đeo tai nghe để nghe rõ nhạc nên dẫn đến việc bị lệch tông. Ở phiên bản fan cam, Cô Ấy Qua Nấy rõ ràng nghe thuận tai hơn hẳn. Ca sĩ Bảo Anh được thiên phú có chất giọng mỏng nhẹ, pha chút trầm buồn, xen kẽ ngọt ngào khá hợp với thị trường âm nhạc, gây chú ý ngay từ vòng giấu mặt của cuộc thi giọng hát Việt năm 2012. Mặc dù chưa đạt thứ hạng cao, nhưng điều đó không có nghĩa tương lai âm nhạc của cô sẽ mờ mịt. Chỉ sau khi ra mắt một năm, Bảo Anh đã có ngay một bài nhạc hit chính là Anh Muốn Em Sống Sao, quay tại Hàn Quốc, kèm theo nhân vật chính cũng là một oppa phong độ. Đây được xem là ca khúc khẳng định tên tuổi của nữ ca sĩ. Khi theo đuổi dòng nhạc pop ballad, cô có cơ hội biểu diễn tại nhiều nơi trong nước và lưu diễn ở hải ngoại như Nga, Hàn Quốc. Sau những năm tháng nỗ lực hoạt động nghệ thuật, Bảo Anh sở hữu lượng fan khủng cùng khối tài sản khổng lồ dù còn rất trẻ. Dẫu vậy, cũng có đôi khi nữ ca sĩ vấp phải nhiều ý kiến tranh cãi trái chiều về chất giọng, khả năng trình diễn hay loạt ồn ào đời tư.